Vô, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với cái channel chờ neo YouTube trải nghiệm TV của mình. Và hôm nay là cái giải đua xe F1 tự do xì bo nẹp bô gì là tá lả cho nghe mọi người. Hôm nay vui mình tổ chức đua xe đó. Đó, mình đếm đó nghe mọi người và đợi chưa cái gì chăng. Để chúc tất cả mọi người đang xem video một ngày thật là vui vẻ, nhiều hạnh phúc và nhiều thành công trong công việc. Chúc không kẹp với hôm nay luôn. Đó là vui mình đang đua xe một cái là nó quá trời luôn. Đua xe này là nghiệp dư nha. Nghiệp dư chuyên nghiệp như vậy mà thấy lỗi là xì bo trong hẻ. Nó qua mặt luôn kìa. Hai người đang rất là gây cấn đó nha. Anh Tùng và anh Hưng, hai người đang chạy ẻ ẻ. Thấy chưa, bỏ đó luôn, sao không gặp ai chân. Cái đậu phộng sao đua xe giữa chừng hết xăng chân hay gì mấy bà. Đảo lại kiếm coi xe có ai bể bánh không. Đặng mình thôi đua lại chập khác nha. Đua lại chập khác đi. Cái chập này là không tính nha. Rồi đua lại chập khác đi. Xin giới thiệu mình là trọng tài nha mọi người. Trọng tài nó không có kể con gì chân. Để cho mấy anh này anh cởi thì anh đua lại anh Hải Bánh, anh Hưng và Tùng nha. Rồi vô hàng thẳng thớm nè, mình đếm tới 3 là giọt nha. Rồi cái gì mà lâu bầu vậy? Chạy tới cuối map đúng rồi. Cái này phải chạy cuối map mới tính tiền chứ. Hỏi coi ai là xì bo đôn nha. Có bốc đầu nạt bô gì giữ vô giữ dần dởn không. Vô ngay cái hàng nè, đặng mình đếm nha. Mình hỏi còn ai nữa không, đặng vô ngay hàng đặng đếm. Chơi là không có BK nha, chơi mấy ông mạnh mấy ông BK người ta một cái là đợi mình nhắn tin mình cho mấy ông biết nè, mấy ông vô đang chơi cho friendly chút. Đếm hồi bật BK một cái là cái như gụi mé hết trơn đó. Bởi bánh xe hết trơn, đang chạy ngon lành mà BK lên cái là cái như là sức hai bánh ra ngoài đó. Ở lại sau luôn. Đậu xanh ông BK luôn kìa. Mới vừa nói ông BK luôn á. Mấy anh kia kêu mình làm trọng tài. Để vào hàng nè. Ngay hàng ngay lối đặng mình lấy súng mình bắn nha. Mình không có súng không biết bắn bằng gì giờ. Vào hàng nè. Đếm 1, 2, 3 là chạy nha. Đếm nha. 1 sao nhìn láo nháo à. 2 à, vậy mới kịch tính nha mọi người. Ba, ok, giọt. Thấy không, chưa chân mà. Mình chưa có hiện lên là mình chưa bắn cái đồng nữa là anh chạy rồi. Cái anh Hải anh chạy anh xì bo nó đun hay sao mà chạy dữ người ta. Rồi, chạy mà giật cái màn hình tôi luôn. Ý, nói không, cái anh Hưng BK nha. Cái này là anh Hưng BK. Anh Hưng anh BK rồi. Bây giờ mình láo nháo cho rồi mình đảo lại đây cái anh Hải là anh về nha. Anh Hải đi tới đích rồi về luôn. Anh Hải win nha. Cái trận này là anh Hải win đó. Mình hỏi đi đâu hết vậy? Nó mất tiêu hết trơn rồi. Và để cái clip này chỉ lên là quay vui chơi thôi nha mọi người. Coi cái vui của mình á. Lâu lâu đua xe đồ các kiểu rồi thử coi xe ai bằng máy mạnh, ai đôn lên dữ cái gì. Đặng mình chơi cho nó dữ dằn dện chút xíu. Đó, cứ thế. Và cái video này thì mình không có tổ chức gì hết. Còn nếu mà mình sẽ có đời con ha, mình sẽ họp vui, mình xin ý kiến của mấy anh lớn. Mình sẽ tổ chức đua xe nè, rồi chạy điền kinh nè. Đặng cho có giải luôn nha. Ai chạy trước là chơi không fan lay không BK nha. Không BK nếu mà ai đặt giải mình sẽ tặng đê con luôn. Chơi lớn tặng đê con luôn. Mình gom được đê con rồi mình sẽ hú các anh ở trong gôi nha. Hú các anh trong gôi để chơi phong trào cho nó đỡ chết một ngày. Cứ lao đầu vô đi chơi in rồi bị BK suốt luôn, chán gần chết. Để mình nói vài lời với mấy ảnh coi. Mình dặn là không được BK, không
tháo đồ tháo hàng ra hết, không được BK để mình chạy cho công bằng nha mọi người. Để mấy anh lớn ảnh có hàng khủng rồi ảnh chạy trước, ai mà gần gần mà ảnh ổng quơ lên cái ở sau quẹo dành sức cầm chạy không nổi nữa, ổng chạy trước hết, vậy là không có phanh lay. Chơi là phải chơi, mình chơi là chạy bằng cái niềm tin của mình, chạy mạnh đi, ủ lộn chạy lẹ đi, cầm đách quay bằng cái đồ hồng nam tính nè, đẹp quải đái á. Mình cũng phái bộ đồ lắm mà, mình tặng cho mấy người kia rồi mọi người, phái bộ đồ lắm mà, có tặng rồi. Đó là mạnh chứ, quên quên quên, chào mạnh nha, chào mạnh nha, đó là mạnh mạnh mạnh, mình quên, mình đã cho đồ mạnh luôn á, mình cho đồ mạnh luôn mà mình quên. Chào mạnh, chào mạnh, chào mạnh. Gui đang đua xe mạnh ơi, có xem được clip này á, hello Tấn, trong đó mình chào không kịp thì ở ngoài clip mình chào mạnh nha. Gui mình đang tổ chức đua xe phân khối lớn nha, xì bo 120, đồng binh các kiểu. Chạy cái này là mấy ảnh đang họp hội xem nè, kêu quay video, ok đang quay đó, chơi cho fan lan chút, đặng đưa lên đặng người ta còn ham về chơi. Cái này là rủ nhau về login nha mọi người, rủ nhau về login đặng mình bàn mình tính cái chuyện khác, bạn mình tính cái chuyện tổ chức trò chơi vui khác nhau, rồi mình kêu về login thôi, vậy thôi mọi người. Đây và cái trò chơi này nè mọi người, cái trò chơi là chạy điền kinh nha, chạy một vòng ở cái chỗ mấy cái anh châu, mấy anh châu đi, mấy anh châu anh đứng á, ra cái cửa châu á, cửa châu có cái mê cung nè, có cái mê cung nè, cái gì với ba chưa có điểm ra ba ok chạy nữa là mấy ba bỏ dép chạy rồi, chơi mà nó chưa chân mà bỏ dép chạy trước ha. Nó mọi người, đây là mình vô mình thể lệ mình chạy điền kinh, chạy tiếp sức nè, nó mình chạy theo cái dòng mê cung này nha mọi người, chạy theo cái dòng mê cung cái chưa chân, cái ông nào á, cái ông đách quay nào mà ông chạy lẹ dữ rồi ta, kìa ông chạy như đúng rồi vậy, mình đeo cánh mà bay theo không kịp với mấy ông luôn, như vậy là không có được nha, chưa đếm tới ba nữa là bỏ dép chạy hết trơn rồi, ở đó ai đâu mà lụm lại hả. Những bạn nào mà có xem được clip này thấy vui vui thì cho mình xin một like nha, một lượt comment, xin một ý kiến, rồi những bạn nào mới xem thì cho mình xin một lượt đăng ký, một lượt comment, một lượt chia sẻ để kênh mình càng phát triển thêm. Còn những anh bờ gồ nào trong vui á có xem được clip này thì mấy anh cho em xin ý kiến đặng góp lại đặng em làm video được hay hơn, được hoàn chỉnh hơn, được êm hơn, em kiếm đề con em sẽ trao phần phần thưởng luôn nha, đặng mình chơi nó có hứng thú hơn và nó đầy nhiệt tính hơn rồi cuồng nhiệt hơn, đặng gắn cài cuốc đây, gắn cài cuốc đợt sau mình không mua bot nữa, mua bot quá trời mấy này anh tăng giá rồi, lúc trước 7 mình mua là 7, mà anh treo 8 mình mua 8, treo 10 mua 10, bây giờ lên 12 14 rồi. Mà xin lỗi mấy anh nha, em đã cạn bot, ổ lộn em đã cạn đề con nè. Em cạn đi con nè, không có mua được nữa đâu, mà cũng không có đi con đâu nữa, mua để em cài, cài xong rồi em mở, em mở cái event chạy đua này đi, thi vui đi, thi vui những bạn nào mới chơi và tập tành vào chơi muốn tham gia cái vui 2K3 anh em này á, thì cứ việc lên trên game máy chủ 2K3 cụm server 2K3 và bot lên trên thế giới là xin vào vui 2K3 anh em. Làm anh chủ gui anh sẽ cho nha, anh chủ gui anh sẽ cho vào để mình giao lưu học hỏi chia sẻ với nhau chơi, hỗ trợ đồ với nhau chơi các kiểu con đà điểu, và nếu mà các bạn chơi family chăm mon nói chuyện đàng hoàng thì sẽ có người hỗ trợ đồ cho các bạn nha, chứ các bạn đừng có vội mà đi vô lớn mồm lớn mỏ la làng vậy chân là không ai cho đâu mọi người, thật sự luôn, người ta thừa đồ nhưng mà người ta để đó lựa những bạn nào, nói chung không có lộ nữa, có duyên với bạn nào người ta sẽ tặng tặng rất là nhiều, mình nói thật, tại vì mình được tặng, mình tặng người khác mà mình được tặng lại rất là nhiều, mà những đồ tặng đó là mình nhắc lại lần nữa là mình không có thể cho được nha mọi người, những đồ tặng đó là mấy anh lớn ảnh tâm huyết ảnh tặng cho mình là mình không có thể cho lại được, còn mình sẽ cố gắng gom những cái đồ nào tương tự như mình hoặc là giống mình sẽ làm event tặng cho mọi người, chứ đồ trên mình là được người khác tặng cho mình rồi mình không có muốn trao tài lại. Cái đó là mình kêu chạy nha mọi người, kêu
cái đậu phộng mình trọng tài mà ta, cái mình trọng tài mà đó, nhớ luôn á. Cái bạn Tùng bạn làm trọng tài bạn đếm 1 2 3 kìa. Mình làm trọng tài mình không có chạy theo nữa, chạy theo quá trời mỏi giò rồi. Bây giờ mình đứng tại cái cửa cái điểm đích về nè, đặng mình xem ai về trước, đặng mình chấm điểm đó. Mà đậu xanh chưa trơn ổng đếm mày, lo nói chuyện xàm xàm. Và những Hưng nha, chào anh Hưng. Anh Hưng đã về cái cuộc này. Cái đậu phộng, mấy ông này đưa đường nào vậy ta? Anh Hải rồi Thiên Tướng nữa. Đậu xanh đi đường nào vậy ông? Sao tôi với anh Hưng đứng ở đó cả buổi trời mà mấy ông chui cái lỗ nào vậy? Hỏi mà ông sao không chạy? Sao không chạy mà ông chạy cửa đó, chạy cửa nào vậy ta? Vậy là chạy đường tắt không tính nha, không tính nha. Để game đếm cái anh à, Hải Bánh anh kêu mình đếm nha. Đúng rồi, mình làm trọng tài mà, mình trọng tài mà, kêu vào hàng, vào hàng nè, vào hàng, vào hàng, chạy cửa mình nhé. Bạn Tùng kêu kêu chạy cái cửa nào á? À, chạy cái đường có đường mòn thì chạy đi chứ, chạy cái gì mà chạy theo cửa mình, có đường mòn thì chạy đi. Mình là cái trọng tài rất là công bằng nha mọi người, công bằng luôn á. Mới đếm tới ba mà chưa ai trơn rồi, chạy hết là mình lại giờ lại cái cửa đích nào mình không có chạy nữa. Cái cửa đích về chứ không phải là cửa đích nha, cái cửa đích về. Nói chuyện nhiều ý nghĩa quá. Những cái bạn nào mà fan của mu á thì vào đây chơi trải nghiệm chung vui anh em chơi, rồi fan của Liên Quân cũng chơi luôn nữa. Mình hứa hẹn chơi nhấp giật. Anh Hải Bánh anh về nha, anh Hải Bánh anh về, chào anh. Cái lần này là anh Hải Bánh về nha, hôm nay anh Hưng về, cái lần này đúng rồi nè. Rồi cái bạn Tùng bạn đi cái đường nào vậy ta? Bạn Tùng bạn đi cái đường nào mà chưa chân mà thấy ông ở đây rồi ông? Cái này là anh Hải win nha, anh Hải anh chạy cái đường cái á, anh chạy đường cái là anh win á. Cái clip này là chỉ clip quay lại vui chơi của cái gu của mình. Và trong khi mà đi trên chỗ nào cũng bị tàu khựa nó bê ca, không tàu khựa bê ca thì cũng mấy anh Việt Nam đánh bê ca. Trời ơi em không có thua đâu anh ơi, em trọng tài mà thua cái gì? Anh Tùng nói game thua, em trọng tài anh ơi, em trọng tài, anh nhầm rồi, em trọng tài, em trọng tài, em đếm cho chạy à. Em chạy thì em mỏi giò quá trời, em chịu không nổi em đi đường tắt. Lộn em ở cái điểm đích về em đón. Và video của mình thì cũng hơi dài rồi, mình sẽ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha. Những bạn nào mà muốn mình nhắc lại, những bạn nào mà muốn tham gia vào vui thì cứ việc vào máy chủ 2K3 cụm server 2K3 rồi vào đó đăng ký bot lên xin vào vui. Còn những anh trong vui mà có nghe được cái những lời của em hay là có xem được video của em á thì nhớ comment ủng hộ cho em những ý kiến để em mở cái video được hay hơn, em làm video ở sau được hay hơn và hoàn chỉnh hơn, chu đáo. Đợt sau nếu mà có tổ chức chơi gì mình sẽ có phần thưởng tặng nha. Phần thưởng là thứ nhất là đồ, thứ hai là đây con, mấy cái đó đang mình ủng hộ tinh thần chơi, đang có chơi nhiệt huyết chút xíu. Cảm ơn đã hỗ trợ clip nha. Rồi cái clip của mình đến đây sẽ kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Bye bye.